Chào mọi người, hôm nay mình muốn làm một bài thử xem máy hàng sóng có băng thông 100MHz có thể bắt được nguồn tín hiệu của tần số cao hơn 100MHz hay không. Bài thử gồm có một máy hàng sóng của Shetland, model là SDS1102X và một máy phát có tần số trong dải 250kHz đến 1GHz. Đây là dây cáp truyền tín hiệu từ máy phát sang máy hàng sóng. Trước tiên ta set tần số phát ở 100MHz. Ở 100MHz, máy hiện sóng bắt được nguồn tín hiệu tốt. Chúng ta xét sang tần số 200MHz. Máy vẫn bắt tốt ở tần số 200MHz. Giờ ta xét sang 300MHz. Ở 300MHz, máy vẫn bắt được tín hiệu tốt. Như vậy, máy hiện sóng có sức lên băng thông 100M có thể bắt được nguồn tín hiệu có tần số cao hơn 100MHz.